Hello, xin chào tất cả các anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Ngày hôm nay thì siêu thị lồng chim quay cho em một cái mẫu lồng, đây là mẫu lồng cu gáy quả đào kiểu Bắc Giang và nóc kín. Toàn bộ nguyên liệu chiếc lồng này được làm bằng tre già và đây là một cái hàng nghệ nhân khá là đẹp dành cho tất cả anh em. Cái phần móc của nó thì thiết kế theo kiểu dáng móc con cò quen thuộc đối với những mẫu lồng cu gáy quả đào đúng không ạ? Nhưng mà cái móc này rất là đẹp luôn nha anh em nhé. Đây anh em nhìn này, đấy, con cò rất là xinh. Kích thước của lồng này là size 37 cm. 37 cm chính là cái phần đường kính bụng, là cái khoảng cách rộng nhất giữa cái phần bụng của lồng, thì chỗ này là cái con chim nó sẽ đậu ở đây. Cái cầu này thì được thiết kế thẳng chính diện cửa này, rất là đẹp luôn anh em nhìn này. Cái cửa này nó rất là thoáng, chính vì vậy mà khi mà chim mình đậu ở trong lồng ấy, thì nó có thể phô hết được tất toàn bộ vẻ đẹp của chú chim nhà mình. Đó, nếu mà những cái chú chim của anh em nó khá là thuần rồi, có giá trị thì mình nên chọn cho những cái chiếc lồng nó tương xứng với giá trị của những chú chim đó, thì nó sẽ nâng thêm tầm giá trị hơn. Hiện tại thì siêu thị lồng chim thì còn sẵn một chiếc duy nhất thôi, hôm qua mới làm xong được có hai chiếc, đúng là thực sự là có hai chiếc từ Tết đến giờ mới làm được. Anh em đã thời gian cũng khá là lâu, chính vì thế mà hiện tại thì siêu thị lồng chim còn sẵn một chiếc này thôi. Anh em nào đặt hàng thì liên hệ ngay trong ngày hôm nay để có thể sở hữu chiếc lồng này. Chiếc lồng này thì siêu thị lồng chim đang bán với giá là 1.450.000 đồng một chiếc ạ, 1.450.000 đồng một chiếc và chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển thông thường gửi đi các tỉnh khoảng 90-100.000 một chiếc thôi. Đấy, đấy là vận chuyển tận nhà. Về đối với những mặt hàng lồng chim nó khá là cồng kềnh, chính thế mà cái chi phí vận chuyển nó cũng phải tương đương. Đấy, vậy thì thông thường bên em gửi thì nó khoảng 90-100.000 một chiếc. Đấy, giá của chiếc lồng là 1.450.000 đồng nhé. Đấy, anh em đặt hàng thì chuyển khoản ngay trong ngày hôm nay. Em chỉ ưu tiên anh em nào chuyển khoản trong ngày hôm nay thôi thì em sẽ gửi lồng, bởi vì chỉ có một chiếc thôi và đặt cũng khá là lâu. Bây giờ mà anh em muốn đặt thì cũng phải chắc phải tháng sau thì em mới có thể có hàng để cho anh em được. Đấy, phải tầm một tháng. Đây, nó khí này. Đây nhá, em chụp khoanh. Và chiếc lồng này cho anh em xem, đúng không ạ, đẹp không ạ? Đấy, nóc kín này, móc con cò size 37 cm, đây ra này đã lên màu rất là đẹp rồi, anh em chỉ về chơi thôi. Và những cái lồng này càng chơi là càng đẹp và càng có giá. Anh em đặt hàng thì liên hệ trực tiếp số 0984217365 hoặc 0964278585 để có thể sở hữu cho mình chiếc lồng này nhé. Cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em ở video tiếp theo.